Dạ, mùng 4 tháng 3 chế tạo máy phát cỏ Việt Nam vừa về được một lô cắt mè đây ạ. Đây là toàn là cắt mè hết, cắt cỏ voi, cắt xả đây ạ. Đây là hàng mới về thì lô này toàn con đẹp không đây ạ. Đầu tiên là con Mitsu. Thì có 3 con Mitsu ạ. 3 con Mitsu 6 tấc. Một con 3 tấc Iseki trong kia ạ. Rồi hai con Kubota, hai con Yangma. Thì toàn là hàng hệ không ạ? Yangma máy OHV đây ạ. Yangma. Đây là 5 tấc ạ. Đây là Kubota. Còn trong kia là Iseki, con này là Mitsu ạ. Thì ở trong nhà kia em chọn được con Mitsu ở trong nhà đó. Thì con này là Yangma. Thì hàng toàn hàng đẹp thôi ạ. Đây là một con Kubota. Thì con dòng Kubota này thì nó là rất là nhiều, bán rất là nhiều rồi. Lốp láp máy móc, còn con này thì quá đẹp rồi. Nè, AR500 ạ. Tất cả những con này là hàng mới về đó. Hàng mới về nên em chưa có nổ, chưa có gì hết. Nhưng mà nó đã như thế này rồi thì nó gọi là quá tuyệt vời rồi. Lốp còn nguyên này. Cũng có con thì lốp hư thì em thay ạ. Em đã mua lốp sơ cua rồi. Đây là Yangma. Này là Yangma luôn rồi. Yangma này thì bể bánh rồi ạ. Thì em thay. Thậm chí con này còn chưa lột giấy đâu ạ. Nè, người ta chưa lột cái giấy trên này luôn. Đó. Đây. Trong kia một con Mitsu. Ba con Mitsu 6 tấc ạ. Đây Mitsu 6 tấc đây, hàng hệ luôn á. GM181 ạ. Hàng hệ luôn á. Ba con đều hàng hệ. Đợt này về được 3 con 6 tấc là hiếm lắm ạ. Chứ thường thường là về 5 tấc không ạ.